Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo, dừng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con giống lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bưu thành, đàng tự giang giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương mây bao kiên tường, chư phần rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thánh tiền, chứng minh hương nguyện vương liền ban cho. Nam mô Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát.
Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc nữa xa về, cùng với một nghìn hai trăm năm mới bị đại tỳ kheo câu lão xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã cho lời bàn đà già đáng đàng a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lũng xa
ông đừng ra nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tận và Công Màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xá lời Phật cõi của Đức Phật đó đường dư còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của Đức Phần đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời Phật Phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời Phật lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thì cho xa lời vẫn chẳng
thể dùng chút ít tiền căn. Phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phong, nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật. Như hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Thương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị
công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương dưới, có đức sư tử Phật danh văn, Phật danh quang, Phật đảng ma, Phật phám trang, Phật trì pháp, Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra. Rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tăng bất khả cơ nghi công đức. Nhưng thiệt chư Phật xa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương trên, có đấng phạm âm Phật tu vương, Phật hương thường, Phật hương quang, Phật đại diệm kiên, Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân, Phật ta la thọ vương, Phật bảo hoa đứng, Phật kiên nhân thiên nghĩa, Phật như tu di sơn, Phật hằng hà xa cho những đứng, Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tăng bằng khả cơ nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này, xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh? Những thiết chư Phật xa hộ niệm, xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của các đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Xả lời Phật, nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật, như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó, cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trước mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này. Xa lời Phật, phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường
Thân hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì và độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đao Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thân thịnh hoài thần,
tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiện bất hư án, làm thần chú chân như thuyết rằng à, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tất bà hân, yên đế về tình tam động quy tam bảo
Phật giới cấm chuyên trì chú đạo. Dân tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trở phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm, những thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy Pháp xin nguyện chúng sanh đại chúng hên thái không ngại. Kim lư vừa bén chiên đàn, sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thể tiền chứng minh hương nguyện vương liền ban cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Huy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xả Lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng 7 chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ 8 công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở 4 bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh.
sáng vàng thời ánh sáng vàng sáng đó thời ánh sáng đó sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nương của đức phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ân đấng phân ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nửa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng không tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phân cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phân đấng phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên hiểu là a di đà xa lời phân đấng phật a di đà thành phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đấng phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc a la hán chẳng phải tin đêm mà có thể
đó thành từ không đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tăng bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình
khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng tiếc chư Phật sở hộ niệm này xa lời quan thế giới vương băng cò đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả ca đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói xả lời phân